Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Thịnh Vượng, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy mà chương trình cung cấp đều nhận được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương, là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng. Kính chúc quý vị cùng gia đình vạn sự hanh thông, đắc tài, đắc lộc. Quý vị thân mến, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ khác nhau, tầm nhìn khác nhau và chắc chắn là cũng mang nhiều màu sắc cá tính khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Có những người rất hoạt ngôn, vui tươi, khéo ăn khéo nói, thế nên ai cũng vừa ý, vừa lòng. Lại có những người ít nói, trầm lắng hay suy tư hướng nội. Và đặc biệt, có những người cả ngày chỉ biết cằn nhằn, vẻ mặt đăm chiêu, nhăn nhó, nhiều khi làm cho người khác cảm thấy mất thiện cảm. Khoa học tử vi đã nghiên cứu và chỉ ra trong 12 con giáp thì 5 con giáp sau đây được mệnh danh là chúa cằn nhằn. Nếu như không sớm sửa đổi thì chính tính cách ấy sẽ là yếu điểm gây phiền toái, hiểm họa cho bản mệnh. Vậy thì cụ thể, những con giáp nào là chúa cằn nhằn? Kính mời quý vị theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng ngày hôm nay và cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Ngoài ra, để trợ giúp các gia chủ chuyển hung thành cát, sự nghiệp được hanh thông, các gia chủ có thể tham khảo sản phẩm Phật bản mệnh hộ thân cho 12 con giáp. Hãy bình luận tên, số điện thoại và năm sinh của quý vị để được đội ngũ chuyên gia phong thủy của chúng tôi liên hệ và tư vấn nhé. Còn bây giờ, xin mời theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn là con giáp nữ dịu dàng và lịch sự. Thế nhưng người quen biết với họ lâu sẽ nhận ra rằng họ cũng khá hay cằn nhằn. Dưới đa số tình huống, khi nhìn thấy một sự việc gì đó không được theo như ý mình, họ sẽ nói đi nói lại mãi không thôi. Vì thế, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi này hay do dự chứ không mấy quyết đoán. Đôi khi điều này khiến họ bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Người thân của con giáp hay cằn nhằn đôi khi cũng cảm thấy khó chịu với tính cách này của họ, yêu cầu họ phải thay đổi. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con giáp này vẫn khó có thể thay đổi được tính xấu nào của mình, có hay chăng chỉ là giảm bớt mà thôi. Thứ hai, tuổi Mùi. Người tuổi Mùi có tính cách dịu dàng, nhưng như vậy không có nghĩa họ là một người không thích cầu nhau. Họ thích thể hiện sự quan tâm tới mọi người, luôn chăm sóc tốt cho gia đình. Vì vậy, họ lại thành ra một người có tính tình tỉ mỉ, soi xét, so đo, nhất là đối với những chuyện nhỏ trong nhà. Họ thường xuyên cầu nhau với người nhà và bạn bè thân thiết, mục đích chủ yếu là để mọi người sửa đổi những thói quen xấu. Tuy mục đích của con giáp hay cằn nhằn này rất tốt, mọi người cũng hiểu được điều ấy, nhưng vẫn sẽ cảm thấy phiền phức. Đôi khi, tuổi Mùi cũng cảm thấy mình nói đi nói lại một sự việc là không nên. Tuy nhiên, đây đã trở thành đặc điểm của họ, có muốn sửa cũng khó mà thực hiện được. Thứ ba, tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ mặt ngoài là một người lạnh lùng, khi đối diện với những người xa lạ hoặc không thân thiết, họ thường không nói nhiều mà chỉ nói những gì cần thiết. Nhưng một khi gặp được người thân quen hoặc người mà họ yêu mến, họ sẽ trở thành một người nói nhiều, thậm chí nhắc đi nhắc lại một chuyện mãi không thôi. Đàn ông đừng mong vợ tuổi Tỵ nghe lời chồng răm rắp. Tuổi Tỵ cá tính, độc lập và luôn tự chủ đời mình. Nàng cực ghét việc bị gò bó vào khuôn khổ hay phải nhún nhường trước chồng. Với Tỵ chỉ có đúng hoặc sai chứ không bao giờ có sự lập lờ. Chính sự thẳng thắn khiến Tỵ khó được lòng gia đình chồng, khiến chồng đôi khi có cảm giác vợ mình quá khô khan, cố chấp. Tuy nhiên, tuổi Tỵ một khi đã thân thiết với ai thì sẽ đối xử với người đó vô cùng chân thành, có thể chia sẻ rất nhiều chuyện bức xúc trong lòng với người đó, khiến họ trở thành một người hay cầu nhau hoặc kêu ca. Những ai quen với tính cách của họ sẽ cảm thấy họ là một người rất thật thà và dành toàn bộ sự tin tưởng cho họ. Họ còn là con giáp sẽ cùng bạn chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình đến cuối đời nữa đấy. Phật bản mệnh hộ thân 12 con giáp, chuyển hung thành cát, hóa giải tam tai, thái tuế. Để thỉnh Phật bản mệnh, liên hệ hotline 0898699999 hoặc truy cập website phongthuyphunggia.com. Thứ tư, tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường tạo cho người ta ấn tượng họ có tính tình trầm lặng, chín chắn. Tựa như chỉ cần giao cho họ bất cứ công việc gì là có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, họ lại khá cố chấp, một khi đã có quan điểm của mình là rất khó có thể thay đổi. Họ cũng đối xử với người thân và bạn bè một cách khá nghiêm khắc. Một khi đã thấy không hài lòng hoặc không đồng ý với điều gì đó, họ sẽ nói đi nói lại mãi,
đến tận khi đối phương chấp nhận mới thôi. Họ là con giáp nữ thay đổi sau khi kết hôn, chẳng còn dịu dàng như thuở mới yêu. Dù mọi người xung quanh đôi khi cũng cảm thấy khó chịu với cái tính này của tuổi Sửu, nhưng vì ai cũng biết đây là một biểu hiện của sự quan tâm nên thường chọn cách yên lặng lắng nghe chứ không phản đối nhiều. Thứ năm, tuổi Dần. Những người tuổi Dần vốn nổi tiếng là người nóng tính, thẳng thắn, có gì nói nấy. Thậm chí nhiều khi người ta còn thấy tuổi Dần mặt lạnh như tiền, không cho thương lượng một chút nào, nói một là một, không có chuyện thay đổi. Tất nhiên phụ nữ tuổi Dần cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Nói chung cũng không phải tự nhiên mà người ta nói là phụ nữ tuổi Dần nói như hổ gầm đâu. Lúc tức giận họ đặc biệt muốn giải tỏa ra bên ngoài, kiểu rất là đanh đá khiến người ta sợ hãi. Nhưng nếu là chồng Dần thì sẽ hiểu rằng đó là lúc họ tức giận vì lo lắng thôi, chứ không có ý xấu gì khác. Nữ tuổi Dần cực kỳ yêu chồng con, lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm làm sao để gia đình hòa thuận, mọi người sống vui vẻ, yên vui. Với họ, gia đình luôn là số một, ngoài ra thì không có cái gì đáng để họ quan tâm nữa. Mặc dù người ta thường hay nói phụ nữ tuổi Dần rất khó lấy chồng vì dữ dằn, nhưng lại đâu biết rằng Dần sinh ra đã mang mệnh vượng phù ích tử, là mệnh tốt trời ban, luôn nhận được sự che chở. Thế nên hầu hết những người lấy vợ tuổi Dần đều làm nên nghiệp lớn. Có khó khăn, chỉ cần có vợ ở bên cạnh là thế nào cũng có quý nhân giúp đỡ, còn cái đề huề, nghe lời cha mẹ, thông minh giỏi giang. Kính thưa quý vị, quan tâm người khác, biết tỉ mỉ câu toàn là đức tính tốt. Tuy nhiên, khi sự quan tâm đi quá giới hạn, đòi hỏi sự cầu toàn quá cao, người ta lại có xu hướng cằn nhằn, đòi hỏi, và điều đó hẳn sẽ gây ra những phiền toái không đáng có, biến cho lòng tốt và sự quan tâm trở thành sự phiền phức thừa thãi. Quý vị nào thuộc mệnh những con giáp mà chúng tôi vừa nhắc tên, nếu như bản thân mắc phải tính cách này thì hãy sửa đổi ngay để tránh rắc rối cho bản thân nhé. Quý vị cũng đừng quên để lại họ tên, số điện thoại và năm sinh của quý vị để được đội ngũ chuyên gia phong thủy của chúng tôi liên hệ và tư vấn về sản phẩm Phật bản mệnh hộ thân trong 12 con giáp, trợ giúp các gia chủ chuyển hung thành cát, sự nghiệp được hanh thông quý vị nhé. Trong phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gọi tên 5 con giáp được tử vi học dự đoán cuộc sống chật vật vì bị tiểu nhân vây hãm, cản trở đường tài lộc trong nửa cuối năm 2020 này. Những con giáp này cần hết sức cẩn trọng trong công việc, nếu không thì sẽ tự đẩy mình vào rắc rối. Hãy cùng chúng tôi theo dõi để biết đó là 5 con giáp nào nhé. Thứ nhất, tuổi Thìn. Theo tử vi, nửa cuối năm 2020, người tuổi Thìn khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Bạn mình vốn là người thông minh, khá may mắn và thường đạt được thành công sớm, song tính tình đôi khi lại nóng vội, bộc chột. Kẻ xấu lợi dụng điểm này của những người tuổi Thìn để ngáng trở vận trình của họ. Lời khuyên dành cho những chú rồng trong nửa cuối năm 2020 là phải thật thận trọng trong việc làm ăn, đầu tư kinh doanh. Đứng trước cơ hội, đừng thờ ơ nhưng cũng đừng quá nóng vội. Không nên vì cái lợi trước mắt, lời đường mật của kẻ nào đó mà dễ dàng trao lòng tin. Kẻ xấu ghen tị với thành công của người tuổi Thìn nên tìm cách ngáng trở. Tiểu nhân đã cố ý hại, tuổi Thìn lại có chút chủ quan nên sự cố bất ngờ rất dễ xảy ra. Còn giáp này đôi khi có chút hơi ngạo mạn, nghĩ rằng mình thành công sớm và hơn người khác, nên trong khoảng thời gian cuối năm càng dễ mắc sai lầm. Một bước đi sai lầm có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt, bằng tiền bạc và công sức coi như đổ bể. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và chắt lọc, tiếp thu một cách hợp lý thay vì chỉ chăm chăm tin vào ý kiến, quan điểm của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, cần chú ý đến mối quan hệ với các đồng nghiệp. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Thứ hai, tuổi Tuất. Nửa cuối năm 2020 không phải là thời điểm phù hợp để người tuổi Tuất bứt phá lên trong tài vận. Bản mệnh vốn thông minh, sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Chính điều này khiến bản mệnh dễ bị kẻ xấu lừa gạt nhằm chiếm đoạt tiền bạc, hay đơn giản là vì ý muốn cản đường. Tuổi Tuất chớ nản lòng vì sự thật bản mệnh là người rất có năng lực, nên chờ một thời điểm khác phù hợp hơn, tránh tiền mất, tật mang. Một lời khuyên nữa dành cho bản mệnh trong khoảng thời gian này là cần chi tiêu hợp lý hơn những đồng tiền có trong tay. Bản mệnh vốn là người hào phóng, chi tiêu khá vùng tay, sẵn sàng phung phí tiền bạc, đặc biệt là khi có tâm trạng. Trong chuyện tình cảm, hãy nhớ rằng sự mâu thuẫn, bất đồng cũng là cơ hội để cả hai thêm hiểu nhau hơn.
hãy nhìn sự việc với con mắt tích cực hơn để biết mình cần làm gì vùn đắp mối quan hệ này. Thứ ba, tuổi Thân. Vận trình tình cảm của những chú khỉ sẽ gặp phải nhiều biến động trong nửa cuối năm 2020 này. Tuổi Thân là những người rất có tài ăn nói, khéo léo trong giao tiếp, và họ hoàn toàn nhận thức được điều này. Họ có mối quan hệ khá tốt đẹp và tin rằng mình vẫn luôn làm tốt. Chính vì lẽ đó, sự chủ quan khiến con giáp này có thể phải gặp không ít chật vật trong thời gian tới khi bị tiểu nhân ngáng đường. Kẻ xấu muốn cản trở con đường của bạn. Chúng tìm cách nói xấu, đặt điều bạn với nửa kia, khiến người còn độc thân lao đao không hiểu sao người ấy tưởng đã bật đèn xanh với mình, nay lại hờ hững như không. Người có gia đình, vợ chồng bất đồng quan điểm. Hãy nhớ rằng, niềm tin là điều rất quan trọng mà bản mệnh cần xây dựng được trong tất cả các mối quan hệ. Nó chính là một cái cây cần sự chăm sóc thường xuyên của cả đôi bên. Đừng để ai đó lợi dụng sơ hở mà chen chân vào hay làm nó tồi tệ đi theo một cách không đáng. Bên cạnh đó, tử vi cũng có lời nhắc nhở với người tuổi Thân trong việc đi lại. Nếu có thể, bản mệnh nên hạn chế đi xa tới những nơi sông nước. Khi tham gia giao thông, cần giữ sự bình tĩnh, tập trung và tránh những va chạm từ lời qua tiếng lại trên đường. Thứ tư, tuổi Ngọ. Thời điểm này, bản mệnh ít khi gặp may mắn mà xui xẻo thì đầy rẫy. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu nhân, bản mệnh khó phát huy được năng lực của mình, dễ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp chèn ép, gây khó dễ, làm việc gì cũng không được thuận lợi như ý muốn. Do đó, con giáp này cần tránh mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc các cơ quan hành pháp, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng rước họa vào thân. Cùng với đó, bạn cũng cần phải kiểm soát cảm xúc cá nhân cho tốt, tránh để những lời châm chọc khiến mình nóng giận, mất kiểm soát và có những hành động thiếu suy nghĩ gây ra tai họa về sau. Nếu có ý định khởi nghiệp, con giáp gặp tiểu nhân nửa cuối năm 2020 này cần phải cẩn trọng nếu lựa chọn các ngành tài chính, kim loại, thủy lợi, thủy sản. Bạn có thể phải vất vả rất nhiều mà chưa chắc đã đạt được thành tích lý tưởng. Thứ năm, tuổi Hợi. Người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, thị phi hay phải đối diện với những kẻ tiểu nhân, thậm chí bị anh em, bạn bè đâm sau lưng, gây ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp. Thời điểm nửa cuối năm 2020, con giáp này khó có thể chiếm được ưu thế trong công việc, khó có cơ hội thăng tiến, thậm chí hay bị kẻ khác giành mất thời cơ. Vì vậy, bạn phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, luôn ở vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, không lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết. Đặc biệt, tránh xa những hoạt động như rượu chè, cờ bạc vừa gây lãng phí tiền bạc, vừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bản mệnh cũng nên tránh hợp tác với họ hàng, anh em hoặc bạn bè lâu ngày không liên lạc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần suy tính kỹ càng, không nên vội vàng tin theo lời rủ rê, nịnh nọt của người khác. Quý vị thân mến, đó là những dự đoán của tử vi học 12 con giáp trong nửa cuối năm 2020. Quý vị nào thuộc một trong số những con giáp mà chúng tôi vừa nhắc tới thì hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống để có thể yên tâm khép lại năm 2020 một cách trọn vẹn, bình an quý vị nhé. Đừng quên tham khảo sản phẩm Phật bản mệnh hộ thân cho 12 con giáp, trợ giúp các gia chủ chuyển hung thành cát, sự nghiệp được hanh thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.